Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 20 tháng 5. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một ngày nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, không khí ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân đang tràn ngập trên khắp các đường phố, làng quê. Trong chương trình thời sự tối nay, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ dành phần lớn thời lượng để chuyển đến quý vị và các bạn không khí công tác chuẩn bị những phần việc cuối cùng và các hoạt động chào mừng ngày bầu cử ở các địa phương trong tỉnh. Trước hết, xin được giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch Quốc hội Ung Chu Lưu kiểm tra công tác bầu cử tại Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mỹ Hào. Khoái Châu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tổ chức cuộc thi Trạng Nguyên tuổi 13. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ phát hơn 3.000 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn. Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu. Chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức. Đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã về làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh đã triển khai đầy đủ theo đúng quy định của luật. Công tác tuyên truyền vận động bầu cử được các ngành các cấp địa phương chú trọng đi vào chiều sâu, bám sát cơ sở, đa dạng các hình thức, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, chủ động các biện pháp nắm chắc tình hình, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ bầu cử được giải quyết theo đúng quy định của luật. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như ý thức trách nhiệm của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên. Các công việc được thực hiện chu đáo, đồng bộ, đúng quy trình thủ tục, thời gian quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý tỉnh cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu sát tới từng khu dân cư, từng hộ dân để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, nắm kỹ hơn về các quy định bầu cử và thời gian bầu cử. Công tác an ninh trật tự cần bảo đảm an toàn tuyệt đối, nắm chắc tình hình, dư luận và có phương án chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra như cháy nổ, an ninh trật tự, những bất thuận về thời tiết, v.v. Chú ý đến công tác bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc. Từ nay đến ngày 22 tháng 5, tỉnh phải rà soát tất cả các khâu, không để xảy ra sai sót. Phấn đấu toàn tỉnh bầu đúng bầu đủ và kiểm phiếu đúng giờ, góp phần vào thành công của kỳ bầu cử. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kim Động, thăm hòm phiếu ở thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường và hòm phiếu phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Mỹ Hào. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Hào và lãnh đạo các xã thị trấn của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phóng yêu cầu huyện Mỹ Hào và các địa phương cần tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử lên cao trào bằng các hình thức sinh động đa dạng. Chú trọng đến trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị các điều kiện vật chất chu đáo, phát thẻ cử tri, phải có ký xác nhận, phiếu bầu, phải quản lý chặt chẽ, bảo vệ an toàn. Có các phương án bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là các khu vực bỏ phiếu không được chủ quan, phải nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra trên tất cả các địa bàn thôn xóm, có kế hoạch phòng chống cháy nổ cũng như bảo đảm an toàn giao thông. Phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ bầu cử, chuẩn bị và thực hiện đầy đủ các quy định, đặc biệt bảo vệ an toàn cho khu vực hòm phiếu và hòm phiếu phụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thường xuyên đến Ủy ban Bầu cử các cấp, theo dõi chặt chẽ số cử tri đi bầu, không để xảy ra sai sót.
đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc mở, đóng và kiểm phiếu đảm bảo đúng thời gian quy định, chủ động mọi tình huống về điện, thời tiết nhằm bảo vệ tốt kết quả bầu cử. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng đã đến kiểm tra và động viên tổ bầu cử số 5 thôn Mão Trinh và tổ bầu cử số 4 thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang. Tại đây, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của các tổ. Đồng chí đề nghị các thành viên của tổ bầu cử cần tiếp tục vận động tuyên truyền cử tri đi bầu cử, đồng thời nắm chắc di biến động của cử tri, làm tốt công tác bảo vệ bầu cử, hướng dẫn cử tri bầu cử đúng luật, đúng thời gian. Hôm nay, đoàn kiểm tra số 2 của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế việc chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử vào ngày 22 tháng 5 tới tại các điểm bỏ phiếu ở xã phường trên địa bàn thành phố. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị cần thiết theo đúng quy định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử dù là nhỏ nhất, đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra thành công. Các địa phương có phương án cụ thể đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn cũng như tại các điểm bỏ phiếu trong và sau ngày bầu cử, có phương án bố trí phương tiện và con người tại các điểm bỏ phiếu để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn theo đúng luật định. Chiều nay, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Yên Mỹ, cùng đi có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các tổ bầu cử có số công nhân và sinh viên đăng ký bỏ phiếu ở các xã Liêu Xá, Nghĩa Hiệp và Giai Phạm. Đến thời điểm này, đa số các tổ bầu cử ở Yên Mỹ đều có sự chuẩn bị chu đáo theo hướng dẫn và luật bầu cử. Tuy các địa phương đều thông báo cho các trường học, doanh nghiệp nếu cử tri có nhu cầu bầu cử tại địa bàn thì đăng ký, song đa số các công nhân và sinh viên đăng ký tạm trú đang công tác, học tập trên địa bàn không phải là người địa phương đều về quê để bầu cử. Công nhân, sinh viên là người địa phương thì bầu cử tại nơi cư trú. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện và các xã cần tăng cường phát nhiều lần một ngày trên hệ thống truyền thanh các băng đĩa đã được cấp để cổ vũ cho ngày bầu cử. Việc niêm yết danh sách tiểu sử ứng cử viên tại một số khu vực bỏ phiếu cần khoa học hơn để cử tri dễ quan sát khi đi bầu. Cắt cử người túc trực thường xuyên tại các khu vực bỏ phiếu cũng như quản lý chặt chẽ thẻ cử tri. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được các xã thị trấn của huyện Ân Thi cơ bản hoàn thành. Theo đó, có 153 khu vực bỏ phiếu tại huyện Ân Thi đã và đang cơ bản hoàn tất các khâu trang trí điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền được căng, dán tại các vị trí dễ đọc, phù hợp với không gian đảm bảo mỹ quan. Các thành viên trong các tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban an ninh trật tự và tổ chuyên môn giúp việc tại các xã, thị trấn đang tích cực thực hiện những phần việc cuối cùng đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra đúng luật an toàn. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đang tích cực tuyên truyền để 106.079 cử tri trên địa bàn huyện Ân Thi đi bỏ phiếu với tỷ lệ cao nhất, đồng thời sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức đủ tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra. Và những ngày này, trên khắp các nẻo đường của huyện Khoái Châu đều rực rỡ bằng cờ khẩu hiệu. Người dân đang háo hức chờ đón ngày được cầm lá phiếu để bầu chọn ra người đủ đức, đủ tài, đảm nhiệm tốt vai trò đại biểu của nhân dân. Khoảng gần một tháng nay, đặc biệt là trong 10 ngày trở lại đây, trên khắp các nẻo đường của 25 xã thị trấn đến trung tâm huyện Khoái Châu, tất cả đều được trang hoàng lộng lẫy với các băng rôn, biểu ngữ, cờ hoa. Đến thời điểm này, mọi công việc phục vụ cho ngày bầu cử đã được 25 xã thị trấn cơ bản hoàn tất. Điển hình là xã Tứ Dân, một trong những đơn vị hoàn thành khá sớm công tác chuẩn bị. Tại tổ bầu cử số 2, thôn Mạn Đường, xã Tứ Dân, không khí của ngày bầu cử đã ngập tràn, đường làng ngõ xóm nơi nào cũng phong quang sạch sẽ. Đến giờ phút này, chúng tôi đã cơ bản hoàn tất tất cả các nhận được các khoản coi như vậy giấy tờ liên quan đến bầu cử là cơ bản là chuẩn bị là ổn định đối với cử tri trong thôn.
là nói chung rất hò hởi phấn khởi, là ngày hội của toàn dân đi bầu ra những người chính danh để đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Ở tuổi 60 và đã có 8 lần cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân, nhưng càng gần đến ngày bầu cử, ông Văn Khắc Tá càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, gia đình mình với làng xã, với quê hương đất nước thông qua cuộc bầu cử. Chúng tôi là những tổ hòm phiếu, chúng tôi thấy là được trang hoàng, kiêm minh và thông tin đại chúng, và đồng thời được phổ biến rộng rãi tới tất cả các người dân. Chúng tôi cũng phải làm hết cái trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi đối với đảng cử tri. Cùng với đó, chúng tôi sẽ vận động tất cả gia đình chúng tôi và vận động những bà con đến cái hòm phiếu của mình để làm đúng cái quyền lợi và cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình là người công dân. Chúng tôi làm sao vận động nhau để đến ngày đó là một ngày hội của toàn dân tộc. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, toàn huyện Khoái Châu có 195 điểm bỏ phiếu và sẽ có 154.582 cử tri sẽ đi bầu cử. Không khí sôi động của ngày hội bầu cử đang ngập tràn trên khắp các làng quê trong huyện. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, cuộc bầu cử trên địa bàn huyện Khoái Châu sẽ là ngày hội lớn của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, để các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được bầu xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của đông đảo cử tri toàn tỉnh mong ước kỳ vọng các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này sẽ dành nhiều tâm huyết, đóng góp tích cực hiệu quả trên cương vị của người đại biểu. Là một cử tri, tôi rất phấn khởi được cầm lá phiếu của mình đi bầu cử vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Và tôi mong muốn rằng sẽ lựa chọn và bầu những đồng chí có đủ đức, đủ tài để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và tôi mong rằng khi các đồng chí đã trúng cử vào đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, các đồng chí sẽ phát huy tốt cái vai trò trách nhiệm của mình, thực sự là đại biểu đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng cũng như là tiếng nói của nhân dân, và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Mong muốn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là quan tâm nhiều hơn nữa đến thế hệ thanh niên, tạo môi trường việc làm cho thanh niên trong xã hội, và nhất là sinh viên đại học khi mới ra trường thì xin được việc làm để góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, để cho môi thanh niên có môi trường sống lành mạnh hơn, để phát huy hết khả năng của mình, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Sau khi mà các ứng cử đã trúng cử vào đại biểu Hội đồng các cấp thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng và mong là các vị sẽ phát huy năng lực của mình với cương vị của mình để lãnh đạo cho đất nước nói chung và địa phương chúng tôi nói riêng, để đưa đời sống của nhân dân nâng lên cao, mức cao nữa, và ổn định kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội của địa phương. Tôi tin tưởng rằng với cái sự lựa chọn của các cử tri ở các khu dân cư rồi của các đoàn thể thì sẽ lựa chọn các đồng chí, các vị đại biểu mà vào cái ứng cử Quốc hội và Hội đồng cấp là có thể nói rằng là những người có đủ đức, đủ tài. Là một cử tri đường vũ trang thì chúng tôi xin có một cái nguyện vọng là làm sao đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng các cấp là làm sao có cái tiếng nói để phát huy cả hệ thống chính trị để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thế và cũng tạo được kiện thuận lợi nhất cho về cơ sở vật chất, về cơ chế hoạt động để cho lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 19 tháng 5, tại xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tổ chức khánh thành nhà máy ống nhựa Schumann Hưng Yên. Sự lễ khánh thành có đại diện một số ban, bộ ngành trung ương và đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Nhà máy ống nhựa Schumann Hưng Yên được xây dựng trên diện tích 7 ha tại xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm và được xây dựng thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 35 triệu đô la Mỹ, gồm các hạng mục như máy móc, thiết bị và mục tiêu xây dựng 20 tổng kho tại miền Bắc và miền Trung, sản lượng xuất bán dự kiến là 20.000 tấn mỗi năm. Đến năm 2017, công ty cổ phần nhựa Schumann Việt Nam sẽ hoàn thiện giai đoạn 2, xây dựng thêm 18 tổng kho, hoàn thành việc xây dựng 38 tổng kho tại 36 tỉnh ở miền Bắc và miền Trung, với sản lượng xuất bán dự kiến là 70.000 tấn mỗi năm và dự kiến doanh thu khoảng 3.000 tỷ đồng. Nhà máy được đầu tư công nghệ sản xuất các sản phẩm ống nhựa theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên bang Đức với hệ thống máy móc hiện đại. Nhà máy ống nhựa Schumann Hưng Yên là nhà máy ống nhựa đầu tiên trong chuỗi các nhà máy nhựa Schumann của công ty cổ phần nhựa Schumann Việt Nam,
thành viên của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Nhân dịp khánh thành nhà máy ống nhựa Châu Mần Hương Yên, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 5 ngôi nhà tình nghĩa dành cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Ngày 20 tháng 5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch hành động phát triển y dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Tại tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 5 năm qua, mạng lưới khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền được củng cố và mở rộng, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tăng cao, hệ thống đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y dược học cổ truyền được thành lập và phát triển đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Bên cạnh đó, đã có nhiều chủ trương, chính sách được ban hành để ưu tiên phát triển dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. Để phát huy những kết quả mà tỉnh ta đã đạt được trong lĩnh vực y dược cổ truyền, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, quy hoạch và phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Từng bước chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực y dược cổ truyền cũng cần được quan tâm, đầu tư hơn nữa. Chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm 19 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ đã diễn ra cuộc thi sơ khảo Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 và Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao tuổi sớm lần thứ 2 năm 2016. Đây là cuộc thi chuyên sâu về kiến thức văn hóa mà các em đã được học trong nhà trường, cùng với khả năng cảm nhận suy nghĩ, ứng xử và phương pháp giải quyết kịp thời các vấn đề. Vượt qua vòng thi trắc nghiệm gồm 4 môn, toán, văn, lịch sử, tiếng Anh, 9 em học sinh đã được tham gia vòng ứng xử với nhiều chủ đề rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày như tác hại xấu do mạng xã hội mang lại, an toàn giao thông, tình bạn, v.v. Kết quả, ban tổ chức đã tìm ra 3 trạng nguyên, 3 bảng nhãn và 3 thám hoa của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm. Các em đạt trạng nguyên sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Cùng với cuộc thi này, các em học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm cũng rất tích cực tham gia vòng sơ khảo cuộc thi toàn quốc Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm. Những tiết mục văn nghệ tuy hồn nhiên, mộc mạc nhưng chiếm được tình cảm sâu sắc của người xem. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2016 và ngày bầu cử 22 tháng 5, ngày 19 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức bàn giao 4 ngôi nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Vũ Thị Lan Phương, công nhân công ty cổ phần vật liệu và xây dựng, Phạm Thị Tha, giáo viên trường mầm non Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, Phan Thị Tấm, giáo viên trường mầm non xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Vũ Thùy Liên, sinh năm 1984, giáo viên trường tiểu học Như Quỳnh A, huyện Văn Lâm. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích từ quỹ mái ấm công đoàn hỗ trợ các gia đình đoàn viên trên mỗi căn nhà 30 triệu đồng, cộng với sự quyên góp giúp đỡ của công ty, nhà trường, anh chị em và bản thân gia đình, các đoàn viên đã xây lại ngôi nhà mới khang trang trị giá trên dưới 100 triệu đồng. Tại các gia đình được bàn giao nhà mái ấm công đoàn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, cơ quan đoàn thể, dòng họ, anh chị em đã động viên tặng quà các đoàn viên và gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Sau hơn 5 tháng triển khai thực hiện chương trình Nồi cháo yêu thương, đến nay Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã nấu và phát hơn 3.000 suất cháo tặng bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện. Chương trình Nồi cháo yêu thương do Trung tâm Y tế huyện khởi xướng và tổ chức thực hiện vào trưa các ngày thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày thứ tư mùng 6 tháng 1 năm 2016. Để duy trì hoạt động này, Ban Giám đốc Trung tâm đã giao nhiệm vụ cho tổ hỗ trợ bệnh nhân làm nòng cốt trong việc mua nguyên liệu, thực phẩm, tổ chức nấu cháo và phối hợp với cán bộ nhân viên các khoa phòng của Trung tâm chuyển đến tận tay bệnh nhân đang điều trị. Cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế huyện đã tự nguyện ủng hộ được tổng số tiền hơn 45 triệu 500 nghìn đồng, tạo nguồn kinh phí ban đầu thực hiện chương trình nồi cháo yêu thương. Việc tổ chức thực hiện chương trình nồi cháo yêu thương của Trung tâm Y tế huyện với các suất cháo đủ dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đánh giá cao và đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Đến nay, các tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ chương trình nồi cháo yêu thương với tổng số tiền là 80 triệu đồng, trong đó có 20 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo của huyện, 7 triệu đồng từ công ty cổ phần Tiên Hưng.
Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tối ngày 19 tháng 5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề Hướng về Ngày hội Non sông. Tham gia liên hoan có 15 tiết mục. Tất cả các tiết mục đều tập trung vào các chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và thể hiện trách nhiệm tình cảm của cử tri hướng về ngày hội toàn dân. Hình thức thể hiện của các tiết mục đều được dàn dựng công phu, hoành tráng, trang phục đẹp mắt, thu hút được sự quan tâm cổ vũ của đông đảo khán giả. Tiêu biểu là các ca khúc Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Ngày hội non sông, Đất nước trọn niềm vui, Rạng rỡ Việt Nam, Truyền thuyết Hoàng Sa, Trường Sa, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Tuổi trẻ công an nhân dân làm theo lời Bác. Liên hoan nghệ thuật quần chúng hướng về ngày hội non sông là một trong những hoạt động văn hóa tinh thần nhằm động viên cổ vũ tinh thần của các cử tri góp phần vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thi đua lập thành tích. Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hưởng ứng tháng công nhân năm 2016. Ngày 19 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Ân Thi kết hợp với Công đoàn Giáo dục huyện tổ chức giải bóng đá nam và bóng chuyền hơi nữ cán bộ viên chức ngành giáo dục. Tham gia giải bóng đá có gần 50 vận động viên của 21 trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn huyện Ân Thi được chia làm 3 cụm với 6 đội bóng đá với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm tranh nhất nhì ba và chung kết. Kết quả, giải nhất các trường trung học cơ sở khu Nam, giải nhì trường trung học cơ sở phía Bắc, giải ba cụm trường tiểu học. Giải bóng chuyền hơi nữ có gần 500 vận động viên được tuyển chọn từ 60 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trên địa bàn huyện tham gia, được chia làm 6 cụm với thể thức chia bảng đấu loại trực tiếp chọn 6 đội vào chung kết. Kết quả giải nhất trường trung học cơ sở Đào Dương, giải nhì trường cụm Đặng Lễ, đồng giải ba công đoàn cụm trường Bãi Sậy và cụm trường Hạ Lễ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Mỹ Hào sẵn sàng cho ngày bầu cử. Công an thành phố Hưng Yên tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong dịp bầu cử. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.